Ngày 9 tháng 10, liên quan vụ xe tải tông xe khách làm một người chết, 12 người bị thương, xảy ra tại đường tránh Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Công an thị xã Buôn Hồ cho biết đã kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế xe tải và xe khách để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Đối với tài xế xe tải, cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả chính xác. Qua trích xuất camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã chạy lấn làn xe khách dẫn tới tai nạn. Tại cơ quan công an, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc.